Kính thưa quý vị, trở lại với chương trình Thế sự Thăng Trầm là phần bảo trợ của LA Insurance. Khi quý vị phân vân không biết mua bảo hiểm ở đâu, hãy chọn LA Insurance. Đây là một văn phòng bảo hiểm rất có uy tín, phục vụ tận tâm, sẽ chọn cho quý vị những hãng bảo hiểm tốt nhất với giá cả thật nhẹ nhàng tùy theo từng trường hợp. Quý vị mua bảo hiểm xe một chiều một năm giá chỉ có 295 Mỹ Kim. Ngoài ra, văn phòng này còn giúp quý vị báo cáo tai nạn bằng tiếng Việt nữa. Văn phòng LA Insurance tọa lạc tại địa chỉ 9191 Bonsa Avenue, Suite 212, thành phố Westminster, trong khu chợ Á Đông đối diện với Phước Lộc Thọ. Quý vị có thể liên lạc với cô Julie Trương qua số điện thoại 714-373-2437, 714-373-2437 để ủng hộ LA Insurance. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị, Phương Thanh sẽ mời quý vị coi một cái hình John Kerry Family để quý vị coi thấy như thế nào. Cái hình này thì truyền thông dòng chính họ giấu nhẹm, họ không bao giờ đưa ra, chẳng bao giờ thấy bàn tới và cũng không đưa ra. Nhưng mà hôm nay, cái này đã có từ lâu rồi, nhưng mà hôm nay Phương Thanh gửi đến cho quý vị để quý vị coi. Quý vị sẽ nhận thấy ông John Kerry đã gả con gái mình cho ông ngoại trưởng của Iran. Và hiện nay thì ông John Kerry, quý vị xin cái hình cho lớn lên luôn cả một khung hình, xin ban kỹ thuật. Quý vị thấy ông John Kerry, cô con gái giống hệt cha của mình, ông đứng ngay đằng sau phía cô dâu đó. Và quý vị thấy người con rể của ông, thì người ta nói là bây giờ ông đang giữ một cái, ông là đặc phái viên, ông là giữ trách nhiệm về vấn đề thay đổi khí hậu toàn cầu. Ông Joe Biden đã, nghĩa là đã bổ nhiệm ông làm cái việc đó. Thì bây giờ họ nói cái này là ông, mà con rể của ông là con của ngoại trưởng Iran, thì đúng là hai bên là hai ông xui gia nói chuyện với nhau về vấn đề như vậy. Thì quý vị thấy nó như thế nào? Mình coi cái hình này để hiểu thôi. Cớ sao nếu mà thực sự chuyện này nó không có gì quan trọng xảy ra, thì tại sao truyền thông dòng chính, cái vấn đề mà ông này ông gả con gái của ông cho con của ngoại trưởng Iran, mà nếu mà thực sự nó không có một cái gì khuất lấp, không có một cái gì gọi là nó không chính đáng, thì tại sao họ phải giấu giếm đến như vậy? Và cái hình ảnh này chúng ta coi để biết thôi, tại vì biết không để làm gì cả, để biết là người ta như vậy đó. Nếu mà thực sự mà cái này mà nó lại ở phía bên của Tổng thống Trump hay là của những người bên Cộng Hòa, thì nó sẽ thực khai thác một cách triệt để lắm, thưa quý vị. Và một bản tin nữa, Phương Thanh cũng xin gửi quý vị là hiện nay tiểu bang California đã thu thập được 1.8 triệu cái chữ ký để bãi nhiệm ông Gavin Newsom là thống đốc của California. Thì có rất nhiều người gọi Phương Thanh hỏi là để làm cách nào để có thể ghi tên mình như vậy. Thì hiện nay được biết là mỗi ngày, nhất là cuối tuần nữa, đều có những người, những thiện nguyện viên, họ có để một cái bàn ngay ở đối diện Phước Lộc Thọ, tức là trong khu chợ Á Đông đó, mà ngay ở phía ngoài có những cái bức tượng đó, thì họ để những cái bàn ở đó, quý vị có thể ra thì sẽ được hướng dẫn. Và nếu quý vị nào đã từng ghi danh rồi, đã từng ký rồi, thì đừng bao giờ làm nữa, tại nếu làm như vậy thì nó sẽ bất hợp lệ. Và quý vị biết là từ đến nay, đây đến ngày 17 tháng 3, họ sẽ cố gắng để họ xin được đến 2 triệu chữ ký. Theo như Phương Thanh được biết thì họ nói rằng chỉ cần 1 triệu rưỡi thôi, nhưng mà phải lấy thêm 500.000 phiếu nữa để tránh cái trường hợp mà giống như là sẽ bị loại bỏ những chữ ký không có hợp lệ. Dĩ nhiên là Phương Thanh không tin tưởng lắm về cái kết quả này đâu, là tại vì người ta có thể làm được nhiều chuyện còn to tát hơn nữa, còn chuyện này có ăn nhầm gì đâu. Nhưng mà điều này chứng tỏ là người dân ở California không thích ông thống đốc này, và người ta nhất định phải bãi nhiệm bằng được. Tại vì quý vị biết, ông này ông ấy đã là tay sai của tàu cộng từ lâu lắm rồi, hối lộ, làm đủ mọi chuyện hết, và người dân họ đã lên đến mức độ mà họ không chịu nổi nữa. Thành thử nếu như quý vị nào mà chưa có ký tên để mà ký vào cái đơn để mà muốn gọi là bãi nhiệm ông Newsom, thì quý vị có thể ra chỗ Phước Lộc Thọ ngay trong khu chợ Á Đông, ở trong khu chợ đó, nhưng mà họ để những cái bàn ở phía ngoài để quý vị có thể làm được, để quý vị có thể dễ dàng và hướng dẫn rất là tận tình. Và quý vị ở bên Pháp,
họ đã, người ta nói cái bản tin đó, họ đã nhận trái đắng từ khẩu trang của Trung Cộng. Bệnh viện Pháp ngừng sử dụng cái gọi là cái khẩu trang KN95. Quý vị biết là nước Pháp lúc nào cũng thân, có khuynh hướng thân với Trung Cộng, mặc dù đã bị những cái gọi là có nhiều cái mà vỡ mặt vỡ mày ra rồi, nhưng mà vẫn không ấy, không chịu. Thành thử ra đã order của bên Trung Cộng làm những cái khẩu trang như thế này, và dùng những cái khẩu trang đó ngay ở trong nhà thương để dùng cho những người mà gọi là những chuyên viên, thí dụ như bác sĩ hoặc là y tá. Rồi hiện nay nó, cái này nó rất là kém phẩm chất, cái phẩm chất của nó vô cùng tệ hại, và mà mua với giá rất là cao. Để mà thì Trung Cộng chỉ muốn bán đi để giải quyết những cái hàng tồn kho thôi. Cũng như là ông thống đốc của Cali là ông Gavin Newsom đã, nghĩa là đã order cả 1 triệu, cảm xin lỗi quý vị, 1 tỷ Mỹ Kim tiền mua khẩu trang từ bên Trung Cộng để về dùng. Nhưng mà thực sự cái tiền, cái khẩu trang đó mình chẳng thấy nó ở đâu hết cả, cũng chẳng có nhận, cũng không có ký gì cả. Chỉ là những tiền, đó là ông ấy muốn bạch hóa, giống như là muốn như là rửa tiền đưa cho Trung Cộng nó xài chơi vậy, rồi nó lại quả thôi. Nó là hối lộ gì đó thì mình không biết, tại vì họ cao siêu quá, họ làm những cái việc mình không biết được. Nhưng mà nước Pháp đã bị rồi. Và quý vị biết là Pháp, Đức, Anh, nước nào cũng vậy hết. Đối với nước Mỹ thì họ sẵn sàng để mà đâm sau lưng, họ sẵn sàng quay lưng trở lại, nhất là đối với Tổng thống Trump. Nhưng mà đối với Trung Cộng thì họ đành bó tay thôi, chẳng làm được gì hết. Và hiện nay Phương Thanh muốn trả lời một khán giả đã gọi thách cho Phương Thanh. Phương Thanh không biết đây là khán giả nam hay là nữ, nhưng mà nguyên văn cái lời thách như thế này. Phương Thanh: Trump là tên xảo quyệt, nói láo trên 20.000 lần. Bây giờ nó bị kiện và sở thuế moi 2 năm, Trump đóng có 750 đồng cho 2 năm. Trump xạo, nếu tốt sao có một nhiệm kỳ 120 tướng lãnh không bỏ phiếu cho nó vậy cô? Nói chung Trump là một tên láo khó hiểu. Thực ra trả lời cái này cũng bằng thừa thôi. Tại vì khi họ đã cố tình thì họ không bao giờ chấp nhận những lời giải thích của mình. Tuy nhiên bởi vì cái vị khán giả này nói chuyện cũng rất đàng hoàng với Phương Thanh, họ chỉ nêu lên một cái câu hỏi. Họ thắc mắc là tại sao đối với họ Tổng thống Donald Trump tệ hại như vậy, mà tại sao Phương Thanh cứ một lòng ủng hộ, và cho tới giờ phút này Phương Thanh vẫn chưa hề có một cái điều gì gọi là coi như thất vọng về Tổng thống Donald Trump, hoặc là không có, coi như là không có thay đổi gì cả. Họ thắc mắc rất nhiều, và đây là một trong những cái thách mà Phương Thanh nhận được. Đây là một trong những cái thách mà tử tế nhất, đàng hoàng nhất. Còn những cái khác thì Phương Thanh không muốn đưa ra. Thì thưa quý vị biết là cái vấn đề thuế của Tổng thống Trump, chúng ta đã ở trong chương trình này Phương Thanh đã nói rất nhiều, đã đưa ra những cái chứng minh. Bây giờ trong cái thời gian rất hạn hẹp không thể nói lại được nữa, mà xin trả lời cho vị khán giả này để họ biết. Tổng thống Trump nói xạo tới 20.000 lần. Đó chỉ là những tin tức của truyền thông thiên tả CNN, MSNBC, tất cả những truyền thông đó. Rồi những cái họ, đây là chắc quý vị này đã coi ở những cái đài của Việt Nam, và họ theo đó để họ bôi bẩn Tổng thống Trump thôi. Quý vị nếu mà muốn lên án hoặc muốn chửi bới gì thì quý vị nên có những tin tức hai chiều. Chúng ta phải tìm hiểu thêm thôi. Những truyền thông dòng chính hiện nay, ngay cả người Mỹ, rất nhiều người họ đã tẩy chay rồi. CNN là đứng đầu, còn tất cả những đài truyền thông khác nữa của chúng ta không lạ gì. Rồi cái thuế của Tổng thống Trump trong 2 năm 2016-2017, Tổng thống đã đóng trước rồi, đóng dư cả, là cả tiền triệu rồi. Nhưng mà sau đó, sau khi mà điều chỉnh lại, thì Tổng thống còn thiếu 750 Mỹ Kim là đóng thêm vào. Nhưng mà truyền thông họ, dòng chính họ không đủ lương thiện, phải nói là họ quá tệ để họ đưa cái tin này ra. Họ nói rằng Tổng thống Trump chỉ đóng 2 năm trời mà đóng thuế có 750 đồng thôi. Quý vị có tin được hay không? IRS là sở thuế, họ luôn luôn họ đang nhắm mục đích vào những đại gia ở Mỹ, cũng như là những người, tất cả người đóng thuế dù thiếu một sen thuế cũng không thể nào thiếu được. Mà Tổng thống Trump lại là một cái, gọi là một cái mục đích, mục tiêu mà họ muốn nhắm tới nhất. Nếu như trong những năm vừa qua mà Tổng thống Trump có một cái gì sơ sót thì họ đâu có để yên.
bao nhiêu những chủ dập, bao nhiêu đánh phá, lôi ra đàn hạch, lôi ra, nghĩa là luận tội đủ thứ hết nhưng mà không làm được gì cả. Giờ này họ vẫn tin như vậy, chúng ta biết làm sao, mặc dù biết rằng nói ra rất thừa, nhưng mà Phương Thanh cũng phải nói cho đỡ ấm ức, tại vì họ chỉ có một chiều, rồi họ cứ buộc tội cho người ta. Họ nghĩ là Tổng thống Trump có tội là phải có tội, cho dù bao nhiêu chứng cớ hoặc là những điều gì có thể chứng minh là Tổng thống Trump không đụng vào cái đó, không có đúng, họ cũng không bao giờ chấp nhận. Phương Thanh nói một lần này là lần cuối cùng nữa thôi, bởi vì nói những điều này thật là phí lời lắm, thưa quý vị. Rồi tiếp đến, tối cao pháp viện Mỹ không có chặn việc công bố bản khai thuế của Tổng thống Trump. Quý vị biết rồi, cái này là tối thui pháp viện, hoặc là tối om pháp viện, chứ đâu có thể. Đây, tin này họ nói là đây là một thất bại đáng kể đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Tối cao pháp viện từ chối vào ngày 22 tháng 2, từ chối can thiệp để ngăn chặn việc giao nộp các bản khai thuế của ông Trump cho một công tố viên tiểu bang New York. Tiểu bang New York là một cái tiểu bang hành hạ Tổng thống Trump nhiều nhất, họ tệ hại nhất. Nhưng mà bởi chính vì như vậy cho nên Tổng thống Trump phải từ New York mà về Florida. Nhưng mà chúng ta mới thấy được cái điểm son mà chúng ta phải khen ngợi Tổng thống, là ông ấy đối xử với những người dân New York rất tốt. Tại vì đây là chỉ là những người này vì tiền bạc, vì phe đảng cho nên bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu để mà kết tội Tổng thống Trump thôi. Nhưng mà mỗi một lần có chuyện gì xảy ra, Tổng thống Trump không bao giờ bỏ rơi người dân của những tiểu bang mà vẫn thường thường chống đối ông, không bỏ phiếu cho ông, khác hẳn với Joe Biden hiện nay. Ông cứ vỗ ngực tự xưng mình là Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Phương Thanh thì không bàn tới chuyện đó, nhưng mà có điều cái là ông cứ nói như vậy, nhưng mà tiểu bang Texas là một tiểu bang Cộng Hòa, và trong thời gian vừa qua họ ủng hộ Tổng thống Trump tối đa. Cho nên cho đến giờ phút này, tiểu bang Texas đã bị một cái thiên tai rất nặng nề, và người chết rồi rất là thê thảm. Người chết đã đành rồi, còn người sống chịu cái cảnh lạnh buốt giá, rồi điện không có, rồi tất cả mọi thảm họa người dân Texas bị vừa qua. Ông ở trong cương vị của một vị tổng thống hiện nay, mặc dù ai bầu ai biết thì không biết, nhưng mà có điều ông không hề ngó ngàng tới dân Texas. Và hiện nay ông lại còn nói là khi mà họ đã bình thường trở lại, không còn cái đó nữa rồi, họ bắt đầu, nghĩa là cuộc sống bình thường, khí hậu đã trở lại, thì ông mới đầu đi qua bên Texas, qua đến đó để làm gì, trong khi không có một sự trợ giúp nào. Mình mới thấy được là mình bởi vậy phải có người xấu thì mới biết được tính tốt của người khác. Chúng ta thật sự không dám phê bình đâu, tại mình người dân thấp cổ béo miệng, nhưng mà Phương Thanh chỉ đưa những cái chuyện nó mình thấy trước mắt ra, chẳng ai có thể chối được là cái đó là không đúng hay là mình phải nói thêm nói bớt gì cả. Đó mới là để cho những người, rất nhiều người, rất nhiều cử tri của Đảng Dân Chủ bây giờ hối hận vì đã bầu cho ông Joe Biden. Nhưng mà thực sự bây giờ cũng có nhiều người họ sáng mắt ra rồi, cho nên mình cứ để từ từ đi, mỗi ngày họ sẽ từ từ, họ sẽ minh bạch hơn. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế Sự Thăng Trầm, Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại.